Hiện tại thì em đang ở cái vườn. Vườn này cũng gần 10 hecta. Trước đây em cũng chia sẻ cái vườn này. Mọi người nhớ cái vườn em quay em đang đi gặp rắn không? À, gặp con rắn hổ mang con đó. Đây nó đang có một cái vấn đề bất cập. Thì trước cái vườn này nó bị sỉ mổ. Thì này, sử dụng chất cải tạo đất xi cũng đổ được 2 lần. Đó, từ lúc thu hoạch đến giờ. Thì hôm nay mình đến kiểm tra lại vườn, thăm gia đình và coi xem có góp ý được gì không, chuẩn bị vào mùa làm bông làm trái. Đó. Mà thấy cái vấn đề đây này. Đó. Có vài chục cây ở dưới cái góc chân của cái vườn. Bên kia thì nó cũng cao, nhưng bên này thì cái góc chân này thì cái này cô chú anh chị để ý nhá. Cái trường hợp xảy ra như thế này thì mọi người moi cho em cái đường ở đây để cho nước này nó thoát ra ngoài. Cái thứ hai nữa là cô chú anh chị lòi cái rễ này lên, thì mình lấy cái dao hay cái xà beng gì đó mình xới cái này lên, xả cái đất này lên, xới đều đều lên, và xem là cái nước, một cái dòng nước nó chảy ở đây thế nào, thì chúng ta có thể là gạt một cái đường rãnh nhỏ để cho nó vòng ra ngoài, không cho nó chảy vào trong gốc này nữa. Nó chảy trong gốc này là lâu ngày thì rất là nguy hiểm. Đó. Cái này là rất là nguy hiểm luôn. À, nó sẽ là nguyên nhân cho thối thân vàng lá. Đó. Cây này thì chưa thể là làm bông làm trái được thời tiết này. À, thì năm nay thì rất là nhiều cô chú anh chị thấy là cái cây đọt, cái cây của mình nó khỏe mạnh rồi, mới được cây thứ hai thôi, mọi người nó là chờ lụa đi rồi tạo mầm luôn, phun tạo mầm. Còn đấy là tùy cái chúng ta suy nghĩ là muốn làm thì chúng ta làm thôi. Thế còn với bản thân em thì cứ phải đi đủ 3 cây. Bởi vì mình làm cũng nhiều năm rồi. Thấy đôi khi làm sớm quá rồi ra nó gặp nắng, gặp mưa, nó gặp nhiều rủi ro. Hoặc đặc biệt là khi chúng ta đang bắt đầu xiết nước, ví dụ cây này đi, nó về lụa, nó cứng lên, bắt đầu là chúng ta tạo mầm, tạo miếc và xiết nước, rồi nó lại gặp một vài cơn mưa đi đọt. Rồi lúc đấy là không ép cũng dở, mà thấy ép cũng dở. Ép cái cây thì nó yếu cây đi, lại vẫn chờ nó ra, nó cũng chả ra đâu. Còn mà là chúng ta lại cho nó buông, cho nó đọt nó đi và chờ cơi tiếp thì lại tốn tiền. Còn cái cây này mình nhìn thì nó bây giờ nó đang dạn dĩ này, thì phải để cho cái lá này nó về lụa nữa, cái cây đọt này nó về lụa, nó cứng già cái lá lên, rồi nó sẽ thải bớt một số cái lá bệnh, lá già nữa trên cây đi. Và những cái vết dạn này nó có nổi thật nhiều rõ ở trên cái thân cây, thì có nghĩa là cái phần tích lũy dinh dưỡng của cái cây trồng của mình ấy, nó đầy đủ, nó căng tràn. Còn cái cây mà đang xám xịt, yếu ớt mà chúng ta cứ chăm cũng nhìn thấy cái đọt không, mà nhìn thấy cái cây của mình nó đang xám xịt, yếu đuối, thì cái phần tích lũy của cây nó yếu. Mình đến đây là mình nhìn thấy ví dụ như bảo vườn này hỏi khỏe không, mọi người nhìn xa thì ai cũng bảo đẹp, tốt. Còn với mình nữa là bây giờ nó đang trong cái giai đoạn nó tích lũy mạnh, thì những cái cây lá này làm việc tốt, và cái cây đọt kia nếu nó về lụa, nó quang hợp được nữa, thì cái này sẽ khỏe hẳn hoàn toàn và đủ lực để mà làm bông. Đó. Lực hay không lực là phải nhìn cái da, giống như con người khỏe hay không khỏe là mình nhìn cái sắc thái, da rẻ hồng hào, nhìn nó tươi tỉnh. Còn mà nó còn xám xịt, nó bó sát cành cây, các cái cành nó teo tóp, nó phải dạn ra, là chứng tỏ là cái cây của mình nó còn yếu. Hay là bảo là nhìn đây vườn tôi nó có lực hay không, nó khỏe hay không. Đây, các cái vết xì mổ bắt đầu là nó lên, trước đây nó không có ăn da non rồi đâu, giờ nó ăn da non mạnh. Đây nó không có rửa vườn rửa viếc gì hết, tự nó dạn ra rồi, nắng ráo lên là nó sẽ bong chóc. Cây đọt ra cũng đang ok.
như cây này này, cây này là sẽ lực, tại vì còn một cơi nữa thì dư sức. Đến lúc mà nó mang trái, khi mà mang trái xong thì những cái vết, những cái vệt mà nó dạn này nó sẽ khít lại. Cây gì nó cũng thế, trước cái giai đoạn mang bông mang trái nó phải dạn dĩ ra, hồng hào căng tràn, cành kiếp căng tràn nhựa sống. Và hôm nay thì em quay video này cũng để nói lên cái vấn đề mà qua giờ thì mấy anh, mấy cô chú, anh chị hay hỏi. Đó là cái vấn đề cái bơi này. Cái này em cũng nói rồi, đôi khi là ai xem rồi thì có thể là bỏ qua dùng em với ha. Còn cô chú anh chị nào chưa xem thì có thể là em góp ý. Tại vì mỗi người mỗi ý thôi, tại vì ai cũng có cái đúng. Sẽ không có nói là em nói là em hoàn toàn đúng, mà em chỉ nói cái quan điểm của em. Trước giờ những người làm sầu riêng ấy, là cái bơi như thế này, người ta đã bấm đi rồi, dọn sạch sẽ. Còn nhiều cô chú để chụp cái hình hay là quay lên gọi một cái vườn của mình, không dám cắt cái bơi. Bởi vì nghe làm sao ạ? Nghe cái thông tin, nghe người ta nói, người ta bày, nghe ở trên mạng xã hội ha. Bảo là tìm hiểu thấy người ta bảo là phải để phun tạo mầm xong rồi mới được cắt đi, để cho cái này nó hấp thụ. Thì em hỏi ngược lại là nó hấp thụ cái gì? Hấp thụ cái lân à? Nó hấp thụ cái gì? Nó hấp thụ vào đâu? Đấy, nó hấp thụ vào đây để ra bông đây à? Đâu, nếu mà nó có hấp thụ qua lá thì cũng vậy phải vận chuyển đi chứ, đúng không? Hay là nó nuôi chính bản thân nó chứ, hay là làm gì đó. Còn cái việc cái đó, nó có hai trường hợp xảy ra. Một là cái bơi trước cái giai đoạn tạo mầm, là sau khi chúng ta thu hoạch là chúng ta đã phải bấm đi một lần, rồi chỉ vào một tháng rưỡi, hai tháng sau nó lại mọc dài ra, là chúng ta bấm đi. Như vườn này là bấm hết rồi, còn mấy cây này là lúc đấy nó chưa có thì nó vài ít lác đác, thì để mình dẫn chứng khi mình bấm nó đi thì cô chú anh chị bấm sát cái này này, có đây có cái khớp thì mình bấm cái đầu khớp, thì sau này đúng là cái chỗ này nó sẽ có là những cái mầm bông, nhưng mà trên cái cành của mình nó có rất là nhiều nhá. Cây càng lớn tuổi, thậm chí là cây 3-4 năm tuổi, thực sau quá trình mình chăm sóc lên thì nó cũng đã có rất là nhiều cái điểm cành này, chỗ này nó có thể ra bông. Cái mắt ngủ biết nó đầy lên đây rồi, và một cái cành như này chúng ta chỉ cần nó 4-5 chùm bông là nó quá dư rồi. Đấy. Nó, sau này nó mọc đầy chỗ này, những cái mắt ngủ đầy, nên là không phải là phụ thuộc vào mấy cái bơi này, cái chân cái bơi này chúng ta cắt lúc nào là được, mà phải hấp thụ hay không hấp thụ. Bản thân những cái bơi này này là những cái ăn mà không có làm. Khi mà cái đọt nó ra, nếu mà cái bơi trong này nhiều quá thì như kiểu chúng ta cứ nghĩ là dinh dưỡng nó đang vận chuyển ra đây để nuôi cái đọt, mà đi qua đây nó phải nuôi cái bơi này. Cái bơi này nó cũng giống như cái mầm của cái trái thôi, là nó lấy dinh dưỡng phải nuôi nó, mà trong khi nó không có làm được cái gì giúp cái cây hết thì chúng ta loại bỏ nó đi. Còn đến cái giai đoạn mà gần khi mà chúng ta phun tạo mầm thì trên cây nó sẽ có vài cái bơi nữa, bởi lúc đấy trước đấy là chúng ta cắt rồi, sau cây đọt thứ hai nó có thì cũng cắt rồi, nhưng đến cây đọt thứ ba đi thì trên cành nó cũng ra một vài cái bơi, thì thôi thì mọi người có thể lúc phun tạo mầm xong mình dọn ấy. Mình dọn ba cành khô cành chết. Đấy, ví dụ phun tạo mầm xong cắt, còn mấy cái này giờ phải cắt luôn. Đó, mấy cái này giờ chúng ta cắt bỏ, loại bỏ đi. Còn mấy cái mà để cái cơi thứ ba chúng ta tạo mầm đấy, nó còn thì chúng ta có thể để lúc đấy. Cắt sớm thì cũng chả sao. Đó, nó tùy mỗi người nghĩ một cách. Với mình là thông thoáng, mưa gió này ở trong thân cành chúng ta cắt thông thoáng. Chứ ai mà để cho cái cành bơi xong nó túm tùm tùm tùm. Rồi nghe ông nào bảo là phải phun tạo mầm xong mới được cắt. Cái đấy là không nên. Mà cái vườn cỡ 10 mẫu rồi sao phun tạo mầm sao công đâu cắt được hết. Đúng rồi. Đấy, các bạn làm vài chục cây và trăm cây. Đây người ta 10 mẫu à. Lúc đấy là người ta cũng tranh thủ người ta đi dọn, không như dọn từ trước rồi. Bà cứ sợ là cái chỗ đấy cắt cái đấy ra mới ra được bông, không có đâu. Vậy là cái điểm ra bông thường thường nó sẽ ra ở trên cành. Ví dụ nhiều khi cây đi 6 là bằng lì này, chúng ta không nhìn thấy gì hết, có một cái gờ thôi nó cũng ra. Ví dụ chỗ này là nó cũng bật cái mắt ra cái là ra bông liền. Cái thái thì đôi khi là những cái điểm cái cành, ở những cái cành mà chúng cắt rồi đó, từ nhỏ đến cái 2-3 năm tuổi chúng ta cũng cắt biết nhiêu cành, mà thậm chí một cành chúng ta chỉ cần đến 2-3 cái chùm bông, mà chúng ta phải lo lắng về cái chuyện cái bơi đó. Tốt nhất là cái bơi là cái không nên để.
Đó, mọc dài dài ra, chúng ta tranh thủ thời gian, nó là rảnh rỗi là nay bấm 5-7 cây, mai bấm 5-7 cây, bấm hết, nó gọn gà, đó, chống trải vậy thôi. Cây nó dài dữ, cây bự. Cây này nó vẫn chưa ok lắm. Cây này cũng dạn rồi, dạn hết rồi. Căng phành ha, lần trước dạn hồng hết rồi đó. Cho ăn rất nhiều nhưng mà chắc thì cây nó đã ăn được. Đất cái này rùn rế. Cây đã nhỉ? Lực. Cây này to nhất vườn mà, đúng không? To nhất, đều. To mà nó đều tạng ha. Mấy cây nó xì mũ góc, xì. Cây này bữa anh tưởng chết rồi mà nè, thấy. Lực này. Đây này các bạn. Bữa là cây này bảo là sắc xong rồi, bỏ đi. Cuối cùng nó lại nó nổ hết cành không biết sao nha. Nhờ? Xì mũ. Thì nó xì mũ nhưng mà nó nổ cành như kiểu nó bị ức chế, nó nặng. Nó muốn chết rồi đó. Bây giờ nó khô hết rồi. Giờ khỏe rồi đó. Đọt đi nha. Tính đứt rồi. Này, cái vết bữa nó xì. Ghê thật. À, cành nào cũng bị luôn. Giờ ra cây đọt khỏe ghê ha. Dạ. Sống rồi. Ớn mỗi cái nước nhà này thôi. Đất nó dốc không rồi. Hố ngày xưa trồng nó tràn lan đấy. Đây nè, cái cây này nó cũng cái đường này, thấy ngay.